Một cú sút ghi bàn hoàn hảo, một màn biểu diễn đẹp mắt, một pha mạo hiểm cùng xe đạp. Còn bạn đang mong mỏi và tìm kiếm điều gì? Bài tập để đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng hay thiết bị giảm cân hiệu quả tại nhà? Xin giới thiệu xe đạp tổng hợp Elite hoàn toàn mới. Xe đạp tập tổng hợp Elite được thiết kế thông minh, linh hoạt, đặc biệt giúp mang lại cho bạn vóc dáng quyến rũ. Làm sao xe đạp tổng hợp có thể làm được điều đó? Đó chính là bước đột phá mạnh mẽ trong công nghệ và cải tiến trong kỹ thuật. Xe đạp tập tổng hợp Elite tác động hoàn toàn tới 6 nhóm cơ: mông, đùi, cánh tay, vai, lưng và ngực, giúp giảm cân hoàn hảo. Xe đạp tập tổng hợp có cả sức khỏe lẫn thể hình, giá cực kỳ ưu đãi. Nhanh tay gọi điện đặt hàng. Wow, tôi muốn mua một cái. Bạn mua một cái sẽ được giảm đến 40% và chỉ có 2.890.000 đồng, tặng ngay một dịch vụ hương quế cao cấp. Thật sao? Chỉ có 2.890.000 đồng mà còn được tặng một nịch bụng cao cấp nữa hả? Đúng vậy, bạn còn được giảm ngay 200.000 đồng khi mua thêm một sản phẩm bất kỳ. Nhưng tôi không có nhiều thời gian. Yên tâm, siêu thị tại gia.vn sẽ giao hàng và thu tiền miễn phí tại nhà. Wow, vậy tôi muốn mua 2 cái, một cái cho tôi và một cái cho người thân. Khi mua 2 chiếc, bạn được giảm 200.000 đồng trên hóa đơn, tặng 200.000 đồng tích lũy cho lần mua sắm kế tiếp. Đặc biệt được tặng 2 nịch bụng hương quế cao cấp. Xe đạp tập tổng hợp Elite tác động hoàn toàn tới 6 nhóm cơ: mông, đùi, cánh tay, vai, lưng và ngực, giúp giảm cân hoàn hảo. Với xe đạp tập tổng hợp Elite, bạn có thể sải bước nhẹ nhàng trên không, luyện tập thỏa sức. Điểm đặc biệt khi tập luyện cùng xe đạp tổng hợp Elite là toàn cơ thể được vận động cùng lúc. Lượng calo trong cơ thể không ngừng bị đốt cháy và tống mỡ thừa ra ngoài, giúp bạn nhanh chóng có được vòng eo có kiến. Tôi đã sử dụng được 1 tháng nhưng hiệu quả thật bất ngờ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thử nghiệm cùng xe đạp tập tổng hợp Elite nhé. Chỉ cần bước lên, bắt đầu tập đạp kết hợp với tay, xe đạp tập tổng hợp chuyển động, toàn bộ cơ thể cũng vận động theo. Đúng vậy, giống như là tôi đang đi trong không khí, thật không thể nào tưởng tượng được. Ngoài ra, với thiết kế thông minh, xe đạp tập tổng hợp có thể điều chỉnh độ cao của tay vịn để phù hợp với chiều cao của mỗi người, hay thay đổi cách tập bằng cách cố định tay cầm của máy như thế này. Đơn giản và rất thú vị nhờ tính linh động của xe đạp tập tổng hợp. Nhìn xem, toàn thân cô ấy vận động liên tục, mồ hôi ra rất nhiều. Nhìn xem, anh ấy từ bụng mỡ trở thành bụng 6 múi. Nhìn xem, mọi người cùng có sức khỏe dẻo dai với xe đạp tổng hợp Elite. Với các loại máy tập thể dục khác thường to cồng kềnh, phát ra tiếng ồn lớn, nhưng với xe đạp tổng hợp Elite thì nhỏ gọn, dễ di chuyển, nhờ vào 2 bánh xe nhỏ chắc chắn, đặc biệt không phát ra tiếng ồn khi sử dụng. Nhìn xem, mọi người cùng có sức khỏe dẻo dai với xe đạp tập tổng hợp Elite. Xe đạp tập tổng hợp Elite còn được sơn tĩnh điện nên bền bỉ với thời gian, chống trầy và dễ lau chùi. Với sự kết hợp giữa xanh và trắng, khiến xe đạp tập tổng hợp sang trọng và tao nhã. Giờ đây, với xe đạp tập tổng hợp, bạn có thể đặt ở mọi nơi như phòng khách, phòng ngủ, thậm chí cả sân vườn. Chỉ cần sở hữu xe đạp tập tổng hợp là bạn như đang sở hữu máy tập chạy bộ trên không, máy tập nhún toàn thân. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, với chiếc máy như thế này thì làm sao giảm cân được. Nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nhìn xem, toàn thân cô ấy vận động liên tục, mồ hôi ra rất nhiều. Vừa tiết kiệm diện tích, vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể luyện tập mọi lúc. Siêu thị tại gia.vn xin cam kết, nếu không hài lòng về sản phẩm, khách hàng có thể đổi trả hàng trong vòng 15 ngày. Xe đạp tập tổng hợp được thiết kế vững chắc, có thể chịu được sức nặng đến 150 kg. Bàn đạp được chế tạo bằng nhựa cao cấp. Tay vịn có nệm mút bảo vệ tạo cảm giác vô cùng thoải mái khi tập. Màn hình LCD hiển thị tất cả thông số thời gian, vận tốc, quãng đường, calo tiêu thụ của người tập. Xe đạp tập tổng hợp Elite tác động hoàn toàn tới 6 nhóm cơ: mông, đùi, cánh tay, vai, lưng và ngực, giúp giảm cân hoàn hảo nhưng không gây chấn thương. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Elite Việt Nam, được giao hàng và thu tiền tại nhà miễn phí. Điểm đặc biệt khiến xe đạp tập tổng hợp trở thành máy tập giảm cân hiệu quả là nhờ vào nút điều khiển cường độ kháng lực và bánh đạp được trợ lực vững chắc. Bạn hoàn toàn chủ động lựa chọn mức độ lực khác nhau phù hợp cho mục đích luyện tập như cơ đùi, cơ mông, cơ tay, cơ ngực. Xoay một chút sang phải, bạn đang ở chế độ đốt cháy mỡ thừa. Xoay một lần nữa, bạn đang ở chế độ đốt cháy 850 calo một giờ. Vừa tiết kiệm diện tích, vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể luyện tập mọi lúc. Xe đạp tập tổng hợp mang lại hiệu quả giảm cân thoải mái ngay tại nhà, không cần đến phòng tập, không cần chế độ ăn kiêng hà khắc, không còn lo về vấn đề cân nặng, vòng eo chữ S, thân hình quyến rũ, cơ bắp săn chắc. Chỉ cần bạn sở hữu xe đạp tập tổng hợp Elite. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Elite Việt Nam, được giao hàng và thu tiền tại nhà miễn phí.